ló này bà này. Này, ló mấy lần nhắn tin đến sự không qua khỏi tôi thôi. Như là khóc lức. Cháu này được tí. Bé mà da mặt là vàng hết mặt này. Các bạn thấy mặt vàng hết này. Bùng rất là to. Nó bảo là u gan à. Cực, mặt sao mà cực đấy. Hello, xin kính chào quý vị khán giả cũng như các nhà hảo tâm đang xem trên kênh YouTube của Nguyễn Như Bắc TV. Hiện tại bây giờ Bắc đang có mặt tại Bản Nõng, xã Tri Lê, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Mấy ngày trước đây thì có một cháu bé cứ liên tục là nhắn tin cho Bắc là chú ơi, chú cứu cháu với, cháu nhà cháu nghèo lắm, là không có tiền đi chữa bệnh, cháu bị bệnh rất nặng, nếu mà không chữa là sẽ không qua khỏi. Cháu đấy hiện tại bây giờ là cùng người ở nhà cho Bắc, là cùng người rất gầy gò, Bắc cũng thấy rất là thương mà chưa có thời gian để đi lên trên này được để thăm hỏi gia đình của cháu như thế nào. Thì hôm nay Bắc lên đây thì sẽ đi vào nhà hỏi thăm sức khỏe cháu và gia đình cháu, và đồng hành với Bắc hôm nay là có đây là em Tùng. Em Tùng là đã rất nhiều lần đồng hành với Bắc nhiều chương trình thiện nguyện rồi. Hôm nay em Tùng dẫn Bắc ở trong, em Tùng ở địa bàn đấy, cho nên em Tùng dẫn Bắc đi vào ở trong gia đình và dẫn chỉ được. Và bây giờ xin mời, kính mời quý vị khán giả cũng như các nhà hảo tâm là cùng đồng hành với Bắc, là theo chân Bắc và em Tùng đi vào trong cái gia đình của cháu bé Đức đó, cháu đó tên Đức, để hỏi thăm sức khỏe cháu và gia đình như thế nào nhé, xem có giúp được gì cho cháu hay không. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Vừa rồi thì Bắc mấy lần đi để đi vào nhà cháu Đức này rồi, nhưng mà trời một lúc trời cái đổ mưa, một lúc trời cái đổ mưa, cho nên là giờ mới vào được. Ở khu vực này là khu vực bên dưới giáp Lào, cho nên là trời cứ buổi chiều là trời mưa. Cái mùa này ấy, mùa này là mùa mưa, đường đi sáng ở chỗ cháu rất là vất vả, đường là đường đất, xe máy Bắc phải để bên kia đấy. Thì hỏi quá hỏi thì mới biết là nhà của cháu đoạn này thấy nhà cũng kiên cố cũng đẹp, mà không biết giá cảnh thế nào. Trước khi đến thì Bác cũng đã liên hệ với anh Hành, là xóm xóm trưởng của bản này. Anh này cũng đã xác nhận là thì gia đình của bộ cháu Đức này là một gia đình thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Ở đấy bên kia sang bên này toàn đường đất hết các bạn. Đấy nhà đấy thôi. À, trời đấy là cái đến mùa mưa là sấm chớp rầm rầm luôn. Có ai nghe không ơi? Đấy có phải nhà của anh Nguyễn không anh? À, khỏe chị ơi? Chỗ có cắm không? À, không có, nó toàn cho phát là đi tiêm đấy. Gia đình ta khỏe cả gì? À. Anh đi đâu? Anh đi ở nhà họ làm cưới. À. Nhà ta có phải là của cháu Đức đấy không? Cháu này à? Chú chào con, chào các cháu nhá. À đây bé này đây, nhận ra là vì gửi hình ảnh cho Bác. Ngồi bé à, vừa rồi em nhiêu tuổi nhá ấy? Nói tuổi anh vừa rồi là mấy lần vào đấy rồi, nhưng mà cứ chuẩn bị vào là trời mưa, chuẩn bị vào là trời mưa, cho nên anh cũng mấy lần là lại đấy cháu. Ngày chỗ sáng này tí này vì là trời giờ gần gần tối rồi. À, là em là đấy. Thì mấy lần là anh cùng cháu này này là cũng hay xem chương trình của chú à. Đấy, cho nên cháu là nhắn tin đến cho anh. Này nói là chú ơi, chú hay làm bên thiện nguyện, kết nối bên thiện nguyện đi, chú giúp cháu với. Cháu bị bệnh mà nhà thì nghèo, không có tiền đi 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 chữa. Thì anh thấy là thương mà chưa có dịp để lên đấy. Thì hôm nay thì anh mới lên, nhưng mà mới lên đây nhưng mà trời từ 2 tiếng nữa đó cùng định về,
nhưng mà thầy cảm thấy thương cháu quá đấy, thì thử thì cố gắng nán lại với có cả em Tùng đi đồng hành cùng nữa, thế nán lại để vô thăm cháu ấy tình hình như thế nào. Thầy nghe là 14 15 tuổi ra Mười nó, lăm tuổi em sinh năm mấy tám không? Em á, tám tuổi 84 à? À, răng kêu 30 tuổi, 40 tuổi chứ hả? bốn mươi ba 84 mà còn trẻ hay, mươi người ta bằng tuổi nhau rồi, là năm nay là 15 tuổi mà được từng này. À, đã nhiều lần thì cháu này cũng hay xem chương trình của bác thì cũng có nhắn tin đến rất là nhiều lần rồi, nói chú ơi chú hãy kết nối chương trình thiện nguyện đi chú giúp cháu với, nhà cháu nghèo gọi là không có tiền đi chữa bệnh, chú hãy kết nối bên chương trình là chú có giúp được cháu với không, có cháu không quá khỏi. Thì cũng thật sự là bác cũng từ trước giờ là đọc được tin nhắn mấy lần mà không lên được, cũng rất là trong lương tâm rất là ráy rứt, rất là lăn tăn là bác là muốn lên để có thời gian để lên, vì bác cũng có nhiều công việc nữa chứ lên được, thì hôm nay mới có thời gian lên được, mà có thời gian lên được thì mắc mưa cũng chờ 2 tiếng rồi cũng định về, nhưng mà thấy tồi cháu quá để vô hỏi thăm cháu như thế nào, cô có cái cách nào để giúp được cháu hay không. Thế bây giờ em là đứa đã đưa đứa đứa cháu đi khám ăn rồi, khám 2 lần rồi khám 2 lần rồi, khám ở đâu? ở bệnh viện nhi, Bệnh viện gì? Họ bảo sao? họ bảo thiếu máu và có khối u trong bụng. Khối u trong bụng nè, Dạ u gì bị đó không biết. chưa biết u gì á, sao đi khám không muốn khám u gì luôn, U gan u gan à? Đấy, con biết thân mẹ đấy. mẹ Đây quý chưa vị các đi bạn một này, lần. mời cameraman này, đấy bùng bùng của cháu này, cháu năm nay là đừng đang làm zoom này cameraman, cháu năm nay là 15 tuổi mà con của mình ấy hiện tại bây giờ là cũng 14 tuổi thì là làm cameraman đó, mà cũng 68 cân này, mà cháu này được tí bé mà da mặt là vàng hết mặt này, các bạn thấy mặt vàng hết này, bụng rất là to, nó bảo là u gan à, cứng mặt sao mà cứng thế, Có khối u. bụng nó ở đây đoạn này này, vòng vùng này là nó rất là cứng này, đây ở chỗ này mềm này là có u đấy à, này u cả nó mén phóng gần đấy này, quý vị khán giả xem nhá, bụng cứng đỡ đấy, đau không? Không đau à? Thế sao sao đi khám về u gan à? Bác sĩ bảo à? Thế giờ giờ sao không đi khám? Tao không biết chữa bệnh. Hả? Không có tiền á? Đâu bo có không? Nhà con có đâu bo? Hai con bán bo mà đi gì? Thế bây giờ muốn đi chữa bệnh không? Mẹ bạn bo đi chữa bệnh nhá. Nào em đưa cháu đi chữa bệnh, đi đi khám mà chơi này. Không đưa cháu đi khám. Năm 3 năm rồi không? 3 năm rồi mà bụng bây giờ bụng to này, em mới đưa đi khám này, khám xem cháu bị bệnh gì, bệnh u gan gì có chữa đấy không, Họ nói là nhiều máu mà họ mới. có nghĩa là thiếu máu đúng không, nếu mà cắt gan nó phải phải cung cấp máu đúng không, nó có bị cháu nhóm máu gì không, Nhóm máu A. nhóm máu á. Bây giờ đây này là em nên đưa bạn nên đưa đưa cháu đi đi, đi khám, cảm bác sĩ bảo như thế nào này, xem có chưa không, kể cả mình bán bo mà chưa, mà nhà được hộ nghèo à, nhà hộ nghèo là chồng vừa làm gì, Chồng không làm anh gì, làm gì, ở nhà thế. chồng ở nhà không làm gì á, phải đi làm thuê hay làm gì chẳng hạn, chứ chẳng hạn nghe bảo là chồng cũng không được nợ lắm phải không, không được nhanh nhẹn, không được minh mẫn lắm phải không. À, cái này là cũng trước khi vào đấy mình cũng tìm hiểu rồi, nói là chồng của bạn nó cũng được nhanh nhẹn lắm, cũng nên là mình mới biết như thế. Thế bây giờ cháu đi muốn đi chữa bệnh Có mà giờ 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 như thế nào, cháu như thế nào?
Bụng tôi các bạn ạ, bụng cứng đơ luôn. Hay, hay chị Sao bảo mấy mấy lần cháu nhắn đến cho chú bảo là sờ 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 gì, cháu sờ gì? Cháu trả lời đi con. Cháu nhắn tin đến chú bảo sờ gì đây? Cháu có nói cho khán giả biết đi. Để cho cháu nói. Cháu sờ gì? Cháu có nói đi, nói cho khán giả biết. Sờ mất á? Cháu nhỏ với bụng to là bị nhầm rồi, cháu sờ quá khỏi. Nắn dạy như làm sao vậy? Giờ cháu muốn sao? Có nói đi, cái có nói đi. Cháu gì muốn sao? Cháu nói đi, nói ra có để khán giả nha, họ tâm được cái gì ấy. Rồi bụng thì to rồi mà ló này bà này này ló mấy lần nhắn tin đến sự không quá khỏi tôi đấy, như nó khóc nức. Cháu giờ ngủ đi chưa bao nhiêu? Giờ có học lắm, con học lắm. Không học á? Giờ cháu học lớp mấy rồi? Cháu nói cho tốt học lớp mấy? Không đi học á? Sao không cho cháu đi học? Học lớp 5 xong rồi thôi, sao không cháu đi học nữa? Ngày mình phải chờ đến trường cho đi học đi. Từ 3 năm giờ không được đi khám à? Từ vừa rồi có lo cho con không? Rồi có lo cho con không? Không có tiền đi có hai con bò bạn bò chứ nhau còn nhỏ hai con nhỏ à? dạ Hai con bò nhỏ à? dạ Rồi các bạn ạ, nhà hộ nghèo đặc biệt khó khăn mà giờ có hai con bò mà nó nhỏ, bác nói là thử hỏi với bạn bò mới chưa bệnh à, chồng của bạn đấy thì nghe bảo là không được minh bệnh ta là cả mấy người con, mấy người con, ba người ba con ở đây dạ đâu cháu nữa, con con thứ lại đây, hai lại đây thứ hai, đây thứ hai à, dạ đây thứ hai này con này đâu kiểu bị bệnh này. dạ Con học lớp mấy rồi? thế cháu Lớp 6 à? À, lớp 6 mà có cũng lớn rồi nhá nhá. Con học trường nào? Đó, học khối gì? cô làm Của Lan à? À. Thì đấy là anh của con à? À, anh có hai cháu đó. có Có à? Có thương anh ấy. có Con có muốn mong muốn gì để cho anh đi như thế nào? Con có mong muốn gì không? Để giúp anh không? Mong muốn gặp nhau tấm con cái nói đi. khỏi Con cái nói thoải mái đi. cho anh khỏi Muốn cho anh khỏi bệnh nhá. Giờ muốn khỏi bệnh thì phải đi viện đúng không? Thế đi viện thì có muốn có tiền không? Nhà có tiền, nhà con có tiền không? Có tiền à? Con học chưa? Có được chia khen không? Giờ con muốn đi chữa bệnh nhỉ? Dạ. Bác nói một điều rằng đi các bạn này. Có tin nhắn của bác đấy là nhắn đến Zalo.
Tôi phải mượn máy của ai bác không biết, nhưng mà thấy thương lắm. Nhận nhiều lần nói chú ơi chú giúp cháu với, chú cứu cháu với. Mà bác đi làm kết nối với chương trình thiện nguyện mà chưa giúp được là cảm thấy say rứt trong lòng lắm. Thế nói là muốn đi chữa bệnh mà không có tiền là khóc. Mà bụng nó to mà cứng đơn. Giờ được cả gia đình thì được có hai con bò, nhưng mà hai con bò này nhỏ, nói bạn là chứ chứ có bạn giờ tính sao mà Chưa biết có tiền mà hả sao sao giờ giờ bạn tính sao, có tiền đưa con đi khám. có tiền đưa con đi khám, đi khám thì có lẽ vẫn có tiền đúng không, quan trọng là con nào có tiền điều trị đúng không. Không có tiền thì không đưa đi được. Ừ, có tiền đi lại vẫn có được đúng không? Thương này vất vả vì là chồng, đáng lẽ chồng là người chủ chốt trong gia đình, nhưng mà chồng bây giờ thì không được minh mẫn cho lắm cho nên không làm gì cả. Chắc bình thường là đi làm mà bạn này làm à, bạn làm công việc gì Làm chẳng làm công việc gì hết. hay mắng à, hay làm gì có con nhỏ làm đi làm được gì nhỉ. Nghe cũng vất vả hay. Thôi cố gắng lên, phải mạnh mẽ lên, biết đi bệnh thôi chứ phải vui tươi lên nghe nhé, không được lo. Và bây giờ là chủ cũng lên đây rồi thì sẽ cố gắng kết nối với các cái nhà hảo tâm xem thế nào có giúp được cháu hay không nha. Giờ có sợ không, có chủ lên đây cũng sợ này nhá, yên tâm là cái bùng này là để xem kết nối các nhà hảo tâm xem như thế nào là có giúp đỡ được gì cháu hay không nha. Hôm sau này nói mẹ đưa đi xuống bệnh viện á, bạn đưa đưa cháu xuống bệnh viện trường hợp mà bác sĩ mà bảo mà chữa được á hoặc là nỡ được mà chẳng hạn á, thì có thể là mình sẽ liên hệ với các nhà hảo tâm xem thế nào có giúp được gì cho cháu hay không. Cũng thấy cháu rất là tồi, rất thương đấy, cố gắng lên nha nhá, được mấy chục cân, hai lăm cân rồi, được hai lăm, có được mấy chục cân hả, hai mấy, hai con một 21 cân à, hai 21 cân 21 cân, 15 tuổi mới được 21 cân các bạn. Kiểu bị bệnh thì lo nhiều là đang nhỏ biết lo đấy, việc nhắn tin đến cho bác là biết lo rồi. Sờ cũng thấy là tồi thật, mà lên đây người gầy gò da vàng ếch, nó bùng với to cứng lên. Qua cái chương trình của bác, nếu mà khán giả và các nhà hảo tâm xem được thì nếu ai mà có thể giúp được cháu thì hãy cố gắng giúp để chịu lấy cháu, thì bác cũng thấy rất thương. Một mình bác thì cũng thể là giúp được, thì bác chỉ định đấy cũng quay video và có thể là kết nối với các nhà hảo tâm, có ai mà xem được video này thì có thể là giúp đỡ cho cháu để cho cháu có thể là kiếm thêm được ít đồng để cháu đi chữa bệnh. Cháu như rất là muốn chữa bệnh nhưng mà gia đình thì không có tiền, rất là tồi. Thì đến đấy thì chú cũng không có tiền nhiều đâu, nhưng mà đi có 200 này là để bỏ đi xe, 200 này là trước đây các nhà hảo tâm gửi quần áo về cho mình nhé, nhưng mà các cái bộ quần áo đó là nhiều người đến chọn thôi, nhưng mà bị hư hỏng mà không không sử dụng được á, loài ra là mình đã đưa đưa đi bán, đưa bán cho cả karaoke tối để họ làm rẻ, là mình lấy cái tiền đó để gửi cho cháu tiền xe nhá, là cầm tiền tiền xe đi. Vì thứ hai nữa là gia đình cũng có, gia đình mình cũng giúp cho cháu đây 200 là tiền xe đi lại này, còn sáu là sẽ kết nối như sáu cho cháu là có kết nối được ai giúp đỡ hay không, thấy đó ta sẽ tính sau. Và trước mắt là ta cầm gia đình gửi cho gia đình 200 bên chỗ bắt bạn quân cả cái quần áo mà không sử dụng được nữa, họ loại ra là đưa đến bạn đó rồi, là đưa đây cho 200 giúp gia đình, về gia đình của bác là gửi cho 200 đó nha con nha.
cố gắng lên, cố gắng lên là chủ sẽ cố gắng kết nối với các nhà hảo tâm xem có giúp được gì hay không nha. Bùng như thì trưởng to lắm rồi, trước đây bên cánh của hai Khánh cũng có một cháu ở bên châu phóng á, bùng trưởng to như này là hai Khánh cũng giúp cho kết nối các nhà hảo tâm này, cũng giúp cho cháu nó bùng bây giờ tẹp rồi. Này qua cái chương trình của bác, cái bác cũng bây giờ đã cũng đã lên thăm trực tiếp cháu đấy rồi, và cũng không có gì nhiều được, một mình bác thì không giúp được, thì bác cũng đã bán một cái số quần áo mà cứ bị rách mà không sử dụng được á, đã được 200.000 bác gửi gia đình đó, và gia đình của bác cũng có tấm lòng là cùi lòng nhiều gửi cho cháu để cháu tiền sẽ đi lại, còn sau này nếu mà kết nối được các nhà hảo tâm mà giúp đỡ được cháu thì rất là thì càng tốt hơn nữa đấy. Thì video của bác cùng làm đến đây cùng xin quý vị các bạn cũng như các nhà hảo tâm là khi mà xem được video của bác thì nếu mà ai giúp được thì có thể liên hệ đến bác, bác sẽ cố gắng kết nối với gia đình để giúp đỡ cho cháu để chữa được bệnh khỏi bệnh đấy. Còn mà trong video thì có những cái vấn đề gì hoặc là có những gì thì các bạn có thể là để dưới phần bình luận, hoặc là những cái nhận xét để dưới phần bình luận cho bác, để bác có thể là đúc rút được kinh nghiệm, hoặc là có thể là kết nối như thế nào là với các nhà hảo tâm. Còn bây giờ bác xin tạm dừng video tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chào khán giả. Bye bye. Bye bye.